Như Quỳnh xin kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị và các bạn thân mến, có người sinh ra đã được tướng phúc, chỉ cần nhìn mặt đã thấy được nét phúc đức. Trái lại, có nhiều người sinh ra đã không có được tướng đẹp, hay có một số người trên mặt tuy đẹp nhưng xét về tướng thì xấu. Từ thời xa xưa, mọi người vẫn hay truyền tai nhau cách xem tướng lông mày của đàn ông hay đàn bà sẽ có thể biết được người đó như thế nào. Cuộc sống của những người có lông mày giao nhau thường gặp không ít thăng trầm, may mắn là cuối cùng đều có thể vượt qua. Ấn đường là nơi tượng trưng cho hoài bão của một người có thực hiện được hay không. Ấn đường nên thoáng đãng, có phần nhô lên. Kỵ ấn đường có nhiều nếp nhăn hay là lông mày bị che khuất. Người mà ấn đường bị lông mày che khuất sẽ tạo cảm giác ấn đường nhỏ hẹp, khiến cho lòng dạ trở nên hẹp hòi, cũng chẳng dám mơ ước gì cao xa. Họ lúc nào cũng rơi vào cảnh thiếu thốn tiền bạc bởi vận tài lộc chẳng có là bao, cả đời cũng khó làm nên chuyện gì to tát. Cho dù bản thân có nhiều tham vọng, cũng chẳng thể biến chúng thành hiện thực, chỉ đành than thân trách phận, số kiếp kém may mắn mà thôi. Người sở hữu kiểu ấn đường này thì thường có gia cảnh bần hàn hoặc cha mẹ phải đi làm ăn xa, bồn ba tứ phương. Người này có tính cầu thả, dễ nóng nảy hay cáu gắt và khó kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn vất vả và đến khoảng trên dưới 30 tuổi thì họ khó tránh khỏi họa, nhưng nếu tâm lý vững chắc thì có thể vượt qua được. Đặc biệt, nếu nếp nhăn càng ngoằn ngoèo hằn sâu hoặc lông mày tại vị trí này càng nhiều thì số mệnh của những người này càng xấu. Theo thuật xem tướng lông mày thì khoảng trống giữa hai lông mày này được gọi là ấn đường hay còn gọi là cung quan lộc. Lông mày giao nhau chính là cặp lông mày mọc quá rậm rạp lấn vào vị trí của ấn đường, che mất cung quan lộc. Về mặt tướng số, đây là tướng không tốt, phá tướng mặt. Nhiều chuyên gia tướng số đúc kết ngắn gọn về người có chân mày giao nhau bằng 3 cụm từ: dâm dục, xung khắc cha mẹ, anh em, ly tán. Ly tán ở đây không nhất thiết là phải tha phương cầu thực mới gọi là ly tán, mà bạn phải hiểu ra là trong các mối quan hệ xã hội, có thể bạn bè, đồng nghiệp sẽ khó gần, cơ hội giao tiếp với người khác cũng giảm đi. Ví dụ như là anh em hay là cha mẹ họ có bất hòa với nhau thì đó cũng là một cách ly tán, nhưng là ở mức độ nhẹ. Còn mức độ nặng thì có thể là ly thân, ly dị hay là đoạn mệnh. Theo chuyên gia tướng số của kênh Phong thủy Gia Cát thì những mệnh chủ rơi vào trường hợp ấn đường bị khóa như thế này thì tốt nhất sẽ cần phải thường xuyên nhổ tỉa phần lông mày tại vị trí ấn đường đi. Kèm với đó là sẽ cần luôn luôn mang theo bên mình một pháp khí trợ mệnh Minh Quang Pháp Bảo để nạp tài kích vận, mang lại bình an may mắn cũng như tài lộc cho mình. Ngoài ra thì người bị khóa ấn đường khi kết hợp với một số nét tướng mặt sẽ mang lại sự xui xẻo nhiều hơn cho gia chủ. Thứ nhất, có sống mũi gồ, cong vẹo, lộ xương. Mũi là bộ phận tượng trưng cho năng lực cá nhân và khả năng nhận thức của một người. Xem tướng khuôn mặt, người mà mũi nhọn, gầy, lộ xương thì cả đời cô độc, tính tình cao ngạo nên rất khó hợp tác với người khác. Cũng khắt khe, khó tính, lại ích kỷ, chỉ nghĩ cho mình nên ai nấy đều xa lánh. Người có sống mũi cong, vẹo, không thẳng, sống mũi gồ ghề, tính tình cổ quái, cách đối nhân xử thế cũng khác với người thường, thích nổi bật hay thể hiện trước mặt cấp trên, song lại có phần vô lý hung hăng, dễ gây ấn tượng xấu. Trong nhân tướng học, mũi là cung tài bạch, vì thế mà người có tướng mũi xấu thì đường tài lộc cũng khó mà phát đạt. Người mà mũi gồ lộ xương lại cong vẹo không thẳng thì tài vận cả đời chẳng mấy tốt lành, cần phải có quý nhân hỗ trợ mới có thể nâng cao vận trình. Tướng mắt dê. Tướng mắt dê thì có hình dạng nhọn, mắt tròn, đầu nhọn, đuôi lớn, mí trên dài và rõ, mí dưới không rõ, tròng đen hỗn tạp, đen ít vàng nhiều, đồng tử mờ như có lớp vải hay là xương mỏng che phủ, toàn thể mắt trông có vẻ là không thanh nhã. Đặc biệt, tướng mắt dê thì có nhãn cầu rất nhỏ, lòng trắng rất nhiều và đục. Đôi mắt đứng đầu trong ngũ quan, mắt, lông mày, tai, mũi, miệng và được các lý luận của bộ môn nhân tướng học vô cùng coi trọng. Theo như thuật nhân tướng học cho hay thì tướng mắt dê có thể phản ánh rất rõ cá tính, vận số, sự nghiệp, tình cảm, hôn nhân. Về phương diện giám sát quan tướng mắt dê thì thuộc loại bất thành tựu.
Nếu ngũ quan toàn hảo, cốt cách khá thì cũng được hưởng lộc nhỏ trong một khoảng thời gian nhưng không trọn vẹn. Từ trung vận về sau, những người có tướng mắt dê có vận mệnh càng ngày càng xấu. Tuy dê thuộc loài hiền lành, nhưng người có tướng mắt dê lại không phải là điểm cát lành. Nhìn sâu vào đôi mắt thì thấy có màu đen nhạt, lại có chút vàng pha lẫn, tạo cảm giác như là trắng le đen, không rõ ràng. Ánh nhìn lúc nào cũng nhập nhằng, không phân định rõ, khiến cho người nhìn cảm thấy khó chịu. Hầu hết, những người có tướng mắt dê được thừa hưởng chút ít sản nghiệp của đời trước để lại. Thế nhưng, vì là những người này không có tài nên họ dễ dẫn đến tán gia bại sản. Về già, cuộc sống khó khăn thiếu thốn, do đó nếu họ học cách chi tiêu tiết kiệm, biết tích lũy thì sau này sẽ đỡ khổ hơn. Phúc đường khí sắc kém, không nên kinh doanh. Mối quan hệ giao tiếp của một người chủ yếu biểu hiện ở nội ngoại phúc đường, đại diện cho tài phú của một người. Người có gò má nhô cao thường được kế thừa tài sản cha ông để lại, họ sẽ không lo lắng về tiền bạc. Nếu tại phúc đường chỉ thấy xương sầu gồ ghề thì lại là người có bệnh thích mua sắm. Họ thuộc loại người không thích tiền bạc, miễn là có được thứ mình muốn. Họ có tiền, song cũng thích tiêu tiền, nên phúc đường bị tổn thương thì họ rất khó cất giữ được tiền bạc, tốt nhất thì không nên kinh doanh. Sau khi kết hợp với tử vi năm 2020 Canh Tý, phong thủy gia cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra những con giáp khi mà có những đặc điểm trên vận trình trong năm 2020 Canh Tý sẽ gặp phải nhiều tai họa, tài lộc giảm sút, gia đạo không được bình an may mắn. Tuổi Tý. Xem tử vi tuổi Tý năm 2020, con giáp này có tỷ kiên chiếu mệnh, Tý thủy tọa thái tuế, trong hung vẫn có cát, bản mệnh dễ gặp quý nhân trên con đường tiến bước, nhờ thế mà mọi sự thuận lợi suôn sẻ hơn gấp nhiều lần. Trong năm Canh Tý, những chú chuột nếu dành thời gian học tập, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức thì sẽ rất tốt cho tương lai sau này. Bản mệnh cần phải xuất sắc vượt qua các kỳ thi, sát hạch và có được bằng cấp đúng như dự kiến. Chuyện tìm việc cũng không quá khó khăn, tăng lương thăng chức chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sự tăng tiến trong sự nghiệp của tuổi Tý trong năm trực thái tuế là điều khiến cho nhiều người ngạc nhiên, bởi không phải cứ phạm thái tuế là sẽ gặp vận xui. Thiên can canh kim dưỡng cho tỷ kiên tí thủy của tuổi Tý, nên con giáp này sẽ phát triển cực tốt trong ngành tài chính hay những công việc có liên quan đến tiền bạc. Bản mệnh nên tìm cho mình công việc phù hợp để phát huy nội lực, không bỏ phí cơ hội phát triển cũng như là lỡ mất sự giúp đỡ của quý nhân. Đồng thời, người cầm tinh con chuột nên chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển sự nghiệp cho mình, đừng ỷ lại vào quý nhân. Mục tiêu đề ra thì cần phải nỗ lực cố gắng hết mình. Chẳng ai có thể lo được cho bạn ngoài chính bản thân bạn. Hạn chế dùng các chất kích thích như bia rượu, thuốc lá để giữ sự tỉnh táo và sáng suốt thường trực. Tránh xa những nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh và uy tín tốt. Chỉ cần một lần mất kiểm soát bản thân thôi là bản mệnh có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phấn đấu lại từ đầu. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, người tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn. Vòng tam hợp quý nhân được thiết kế từ hạt gỗ huyết long, tử đàn hoặc sơ đỏ là những loại gỗ quý có tác dụng phong thủy cực kỳ tốt, được hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng để chiêu tài lộc, may mắn, bình an. Ngoài ra thì vòng tam hợp còn được kết hợp với 3 viên đá mã não có các hình linh vật tam hợp, có tác dụng chiêu mời quý nhân, hóa giải thị phi, giúp công việc hanh thông, từ đó lộc tài vượng tiến. Tuổi Mão. Xem sự nghiệp của tuổi Mão vào năm Canh Tý, canh kim lộ xuất chính quan, thái tuế Tý thủy tọa tại thiên ấn. Đây là điểm báo trong năm, bản mệnh sẽ đạt được nhiều bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Thái tuế thiên ấn là ngôi sao phù trợ cho đường học hành và sự nghiệp của tuổi Mão. Quan ấn tương sinh, chủ về lợi cho học hành thi cử, lấy bằng cấp chứng chỉ xin việc cũng sẽ được như ý. Khả năng thăng quan tiến chức rất lớn, cơ hội đến không ít, nhưng do bị cục diện tương hình cản trở, lại thêm thái tuế mang đào hoa, nên có thể bản mệnh sẽ bị cảm xúc dẫn dắt mà đưa ra một số quyết định sai lầm. Bản mệnh có thể sẽ bị yêu cầu phải hoàn thành được quy tắc này kia mới có thể đạt được mục tiêu, cũng có thể chính bản thân con giáp này lợi dụng những quy tắc có kẽ hở kia để giúp mình thăng tiến nhanh hơn, đạt được thành công như ý nguyện. Bạn có thể hành sự chót lọt lúc đó nhưng về lâu dài thì để lại hậu quả khôn lường, không thể nào biết được. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của tổ chức, tuân thủ quy định pháp luật đề ra để được bình an. Đồng thời luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để chiêu mời cát khí của quý thần, từ đó giúp cho công việc hanh thông, tài lộc vượng tiến bền vững. Tuổi Ngọ.
theo dõi vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ vào năm 2020, con giáp này gặp thái tuế Tý Thủy khắc chế với ngọ hỏa. Đối với bản mệnh thì điều này đồng nghĩa với việc áp lực trong công việc sẽ tăng lên gấp bội, tuổi Ngọ có thể bị cấp trên chèn ép, những người có quyền lực gây ấm ức, chịu sự quản thúc nghiêm ngặt. Khối lượng công việc lớn, cường độ làm việc không ngừng tăng cao, mệt mỏi, căng thẳng nhưng không được khen thưởng đãi ngộ đúng mức, khiến cho tâm tình buồn bực, áp lực cũng ngày càng lớn, có thể thúc đẩy con giáp này vượt qua nội quy mà chịu sự trừng phạt. Ngoài ra, thái tuế hung tinh còn đại diện cho cơ quan chấp pháp, đừng để mình mắc sai lầm hay là để lộ điểm yếu gì với họ, nếu không, đó sẽ trở thành mối nguy hại cực kỳ lớn đối với công việc của tuổi Ngọ, khiến cho bạn lâm vào cảnh khốn cùng. Tuổi Ngọ gặp cục diện xung thái tuế nên con đường sự nghiệp gặp nhiều trắc trở gian nan, may mắn hiếm hoi mà ít thì xui xẻo đầy rẫy. Bản mệnh khó có thể phát huy được năng lực của mình, dễ bị chèn ép, gây khó dễ, làm gì cũng không được như ý. Điềm báo tử vi cho thấy có khí thế ỷ mạnh hiếp yếu, con giáp này chớ nên gây chuyện với cơ quan hành pháp, chấp pháp, kẻo lại mang họa. Trong năm có thể có một vài biến động về công việc, cụ thể là nơi làm việc hoặc là vị trí làm việc, bạn có thể bị thuyên chuyển công tác, nhưng trong tình hình hiện tại thì đó là họa hay phúc vẫn còn khó nói. Biết đâu, đi tới một nơi khác lại là khởi đầu mới may mắn hơn cho con giáp này. Về phương diện sự nghiệp thì con giáp này trong năm nên cân nhắc trước quyết định theo đuổi ngành tài chính hay kim loại, thủy lợi, ăn uống và nuôi trồng thủy sản. Đừng thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, cuộc sống đâu có dễ dàng đến vậy. Chẳng những sự nghiệp khó phát triển mà còn mang tới nhiều khó khăn rắc rối cho chính bản thân tuổi Ngọ. Những chú ngựa cần phải kiểm soát cảm xúc của mình cho tốt, tránh để những lời châm chọc xúc xiểm làm mình nóng giận, bốc đồng và cư xử thiếu suy nghĩ gây ra hậu quả về sau. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới, mệnh chủ tuổi Ngọ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất. Tuy nhiên thì điều an ủi là bản mệnh khá có duyên nếu làm trong lĩnh vực kinh doanh tài chính, nếu biết nắm bắt thời cơ sẽ gặp được cơ hội thể hiện tài năng và năng lực của mình. Thế nhưng bên cạnh đó, dưới tác động của thiên quan, bản mệnh dễ nói năng không suy nghĩ, tính tình nóng nảy nên hay vướng phải chuyện thị phi, nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên, quan hệ với cấp trên không mấy hòa hợp, khiến cho việc thăng chức, tăng lương trở nên khá khó khăn, chỉ có thể dựa vào chính khả năng và thành tích của bản thân. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Mùi, do thiên can canh kim lộ xuất thương quan, còn địa chi Tý Thủy lộ xuất thiên tài, đồng thời Tý Mùi tạo nên cục diện tương hại nên sự nghiệp của người tuổi Mùi có khởi sắc nhưng cũng tiềm tàng nguy hiểm. Công việc của bản mệnh phát triển khá tốt nhưng cần phải đề phòng tai họa ngầm. Chuyện rắc rối thị phi có thể xuất hiện khá thường xuyên khiến cho bản mệnh cần phải cẩn thận ứng phó, chú ý trong các mối quan hệ xã giao. Do ảnh hưởng của thái tuế nên bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Chính những lúc này là lúc bạn cần phải cực kỳ cẩn thận, tránh gây ra những sai lầm hoặc thiệt hại đáng tiếc gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới, mệnh chủ tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi. Ngoài ra thì các gia chủ tuổi Mùi trong năm nay cũng cần phải phân rõ việc công và việc tư, không để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến quyết định của mình. Bên cạnh đó, có người tốt kẻ xấu cùng xuất hiện, vì vậy cần phải có khả năng quan sát tinh tế và nhạy bén để biết được ai là người thực sự tốt với mình, còn ai chỉ là kẻ nịnh hót để kiếm lợi cho bản thân. Với những người làm nghề kinh doanh tự do, bản mệnh cần phải xác định rõ ràng mục tiêu cho mình, không nên quá tham lam, làm những việc thiếu đạo đức, bởi những việc làm này sẽ gây ra nguy hiểm và thị phi cho chính bạn. Tuổi Dậu. Trong năm 2020, người tuổi Dậu chủ yếu ở vào thế bị động, thường phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ hoặc mâu thuẫn từ đồng nghiệp. Chẳng những thế, bản mệnh thường không chuyên tâm vào công việc, dễ nghe theo lời dụ dỗ lôi kéo của bạn bè xấu. Vì thế mà không có chí tiến thủ, thường suy nghĩ tản mạn. Đây là nguyên nhân khiến bản mệnh khó có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề trước mắt hoặc không đủ lý trí để xác định những kế hoạch tương lai của mình. Có thể nói rằng trong năm 2020, người tuổi Dậu thiếu đi động lực và hướng đi trong sự nghiệp, vì thế khó đạt được sự đột phá. Nếu muốn thay đổi tình trạng trên, con giáp này cần tham gia nhiều hoạt động và các loại báo chí, sách vở giúp truyền cảm hứng, thay đổi tâm trạng.
Về tổng thể, sự nghiệp của người tuổi Dậu không được thuận lợi do phải đối mặt với cục diện Tý Dậu tương phá, Tý Thủy làm giảm nguồn sức mạnh của Kim Dậu, đồng thời địa chi và thiên can cũng tạo thành tổ hợp kết tài sinh thực thần. Để bổ trợ cho thân mệnh, kết tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Con giáp này khó có thời điểm nào được yên ổn làm việc do phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Bản mệnh cũng vướng vào nhiều rắc rối, chính vì thế mà tính bốc đồng lơ là của mình. Nhiều vấn đề xảy ra khiến bạn phải tốn nhiều công sức mới có thể khắc phục được. Tốt nhất nên tránh xa những bạn bè xấu lôi kéo tham gia vào các hoạt động vui chơi, làm lơ là sự nghiệp. Nên xây dựng thời gian biểu hợp lý để có lối sống khoa học hơn. Trên đây là những nét tướng gắn với số mệnh mà người xưa đã đúc kết lại và truyền thành kinh nghiệm nhìn người, đoán vận mệnh sang hèn, số phận của một con người. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên biết rằng tướng do tâm sinh, tức tướng mạo của một người tùy theo tâm của bản thân người đó là thiện hay ác sẽ có những biến hóa nhất định cho phù hợp. Cho nên, dù ai đang sở hữu những nét tướng này không thực sự may mắn thì cũng không nên quá lo lắng. Số mệnh của mỗi người đều nằm trong chính bản thân quyết định. Hãy chủ động hoán đổi số phận bằng những việc làm cái nhìn tích cực để gặt hái được kết quả tốt. Có tâm mà không có tướng, có tướng sẽ theo tâm ấy mà sinh ra. Có tướng mà không có tâm, tướng ấy sẽ theo tâm kia mà tiêu mất. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chúc các anh chị thành công và